Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ đến kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án nhận 5.000 token DPAT. Để tham gia vào dự án này mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó làm các nhiệm vụ chatbot. Tiếp theo thì sẽ bấm chọn Start để bắt đầu. Rồi, sau đó thì mọi người sẽ join vào các kênh của nó, join vào Telegram này. Ok, trên này còn follow và retweet lại. Rồi, mọi người bấm vào Twitter này. Test thẻ ba người bạn. Ok, chọn like và chọn trích dẫn, sau đó gắn thẻ ba người bạn vào nhé. Ok, quay trở lại. Rồi tiếp vào kênh channel này. Rồi, sau đó join vào Medium. Phải bật VPN. Rồi, mọi người sẽ chọn follow cho mình. Ok. Rồi, quay trở lại bot. Sau đó bấm chọn đôn này. Rồi, nhập username của Telegram. Rồi, tiếp theo là nhập profiling của Twitter. Ok, sau đó nhập profiling của Medium. Rồi, và nhập địa chỉ ví BSC. Ok, bấm chọn đôn. Rồi, như vậy là mình đã hướng dẫn xong mọi người tham gia dự án và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.